Ngày hôm nay, Phát Phi Đường Trào xin mang đến cho mọi người những mẫu vòi rửa mặt siêu tiện lợi, nóng hệ mọi người chưa từng biết tới. Bắt đầu thôi. Vòi rửa mặt chỉnh được nhiệt độ nước nóng lạnh 020, thiết kế màu đen nhám sang trọng, thời thượng, được làm từ inox cao cấp cùng với kiểu dáng hiện đại mà lại còn rất dễ lắp đặt. Vòi rửa mặt thiết kế cổ cao sang trọng 033, được làm bằng đồng nguyên chất không phách. Màu đen của sự quyền lực kết hợp với chiều cao của vòi được thiết kế riêng cho bồn rửa mặt cao cấp, chắc chắn sẽ mang đến cho không gian phòng tắm chuyên nghiệp sang trọng và đặc biệt là nổi bật hơn. Vòi rửa mặt chỉnh nóng lạnh mạ vàng siêu ấn tượng 037. Cùng là thiết kế cổ cao như 033, nhưng em này lại có một màu mạ vàng tạo ánh nhìn lấp lánh mùi dầu sang. Thao tác lắp đặt thì vô cùng đơn giản, cùng chiều cao phù hợp với bồn rửa hiện đại ngày nay. Và cuối cùng chính là best seller của Đại Pháp Finiture, đó chính là vòi rửa mặt bằng đồng nguyên chất thiết kế siêu độc đáo có 102. Với thiết kế khác hẳn so với những chiếc vòi rửa mặt đã nói trên, em này có kích thước 20cm vừa vặn, cùng thiết kế siêu độc đáo mang lại sự nổi bật, riêng biệt và sang trọng. Mã của nó là 027. Hơn 100 mẫu vòi rửa mặt cực hot năm 2022 chỉ có tại website www.thatdepnoiet.vn. Link để bên dưới phần mô tả. Mọi người đừng quên like, share, cũng như thả tim, chia sẻ bài viết này, clip này đến những người bạn hay những người thân của mọi người nhé. Xin chân thành cảm ơn.